là trường trung học phổ thông chuyên duy nhất của tỉnh với nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Từ khi được thành lập từ năm 2008 đến nay, nhà trường đã tuyển chọn bồi dưỡng học sinh tham gia đạt thành tích tại nhiều cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi đạt gần 90%, không có học sinh yếu kém. Năm học 2022-2023, toàn trường có 12 học sinh đạt thành tích các môn học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó một giải nhì, một giải ba môn ngữ văn, một giải ba môn toán, một giải ba môn địa lý, một giải ba môn tiếng Anh và 7 giải khuyến khích các môn Anh, Hóa, Sinh, Lịch sử và Tin học. Đây là thành quả ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò, cũng như vai trò lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trong thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 3 năm qua, Đảng ủy trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức cho đảng viên, cán bộ, viên chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết, chỉ thị kết luận của đảng. 100% đảng viên đều viết bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng hình ảnh nhà giáo giản dị, thân thiện là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo, nhất là thực hiện tốt các cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đến nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập tốt nhất nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Nhà trường rất quan tâm tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý, thiết kế chương trình giảng dạy môn chuyên trên cơ sở giáo dục toàn diện, cử học sinh tham gia các cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia như học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật, Olympic 30 tháng 4, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quán triệt trong học sinh về tinh thần, niềm tin, lòng tự hào, khát vọng, sáng tạo, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và chinh phục tri thức nhân loại để lo sau phục vụ cho sự phát triển quê hương và đất nước. Tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường. Có thể nói niềm tự hào của nhà trường là không có học sinh sử dụng ma túy, không có biểu hiện bạo lực học đường, là ngôi trường đạt nhiều thành tích cả trong dạy học và các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Sau mỗi năm thì nhà trường đều là tổ chức đánh giá cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, sau đó đề ra những cái biện pháp khắc phục những vấn đề chưa làm được, đồng thời đề ra những tiêu chí mới buộc cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện trong năm tới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng buộc tất cả các cán bộ, giáo viên trong mỗi năm đều phải viết các cái cam kết thực hiện mà đã đề ra. Qua những cái việc làm trên thì cho thấy là cái hiệu quả rất cao đưa đến trong cái việc dạy học và các hoạt động khác ngày một hiệu quả và đưa đến cái sự phát triển tốt của nhà trường.